Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều thi thiên thứ năm hỡi đức giê-hô-va xin lắng tai nghe lời tôi xem xét sự suy gẫm tôi hỡi vua tôi đức chúa trời tôi xin hãy nghe tiếng kêu của tôi vì tôi cầu nguyện cùng chúa đức giê-hô-va ơi Buổi sáng, Ngài sẽ nghe tiếng tôi. Buổi sáng, tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và trông đợi. Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa. Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác. Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối. Đức Giê-hô-va gớm ghét người đổ huyết và kẻ gian lận. Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa, lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lại trước đền thánh của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhưng vì kẻ thù nghịch tôi. Xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi. Vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành tín, lòng chúng nó chỉ là gian tà, họng chúng nó là huyệt mã mở ra, lưỡi chúng nó đầy dẫy điều vua nịnh. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy trừng trị chúng nó, nguyện họ sa ngã trong mưu trước mình. Hãy xô đuổi họ vì tội ác rất nhiều của họ, vì họ đã phản nghịch cùng Chúa nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi vì Chúa bảo hộ các người ấy. Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình. Lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên. Chương 12. Khi ấy dân chúng nhóm lại kẻ hàng ngàn người đến nỗi dày đạp nhau. Đức Chúa Giêsu mới trước hết phán cùng môn đồ rằng hãy giữ về men của người Pha-ri-si là sự giả hình. Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết. Vậy nên mọi điều mà các ngươi đã nói nơi tối sẽ nghe ra nơi sáng, mọi điều mà các ngươi đã nói vào lỗ tai trong buồng kín sẽ giảng ra trên mái nhà ta nói cùng các ngươi là bạn hữu ta. Đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. Xong ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai. Phải sợ đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục. Phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là đấng các ngươi phải sợ. Người ta há chẳng bán năm con chim sẻ giá hai đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi đừng sợ chi vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ ta nói cùng các ngươi ai sẽ xưng ta trước mặt thiên hạ thì con người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của đức chúa trời nhưng ai chối ta trước mặt thiên hạ thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của đức chúa trời ai nói nghịch cùng con người thì sẽ được tha song kẻ nói lộng ngôn phạm đến Đức Thánh Linh thì không được tha đâu. Khi người ta đem các ngươi đến nhà hội trước mặt quan án và quan cai trị thì chớ lo về nói cách nào để binh vực mình hoặc nói lời gì, bởi vì chính giờ đó Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói. Bây giờ một người giữa dân chúng thưa rằng: "Thưa thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi." Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hỏi người kia, ai đặt ta làm quan sự kiện hay là chia của cho các ngươi? Đoạn ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này: Ruộng có một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật? lại nói, Này, việc ta sẽ làm. Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, Linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm. Thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, Hỡi kẻ dài chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng: Ấy vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mà lo đồ mình ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mình mặc. Sự sống trọng hơn đồ ăn, thân thể trọng hơn đồ mặc. Hãy xem con quạ. Nó không gieo, không gặt, cũng không có hầm vựa kho tàng chi, mà Đức Chúa Trời còn nuôi nó. Huống chi các ngươi quý hơn chim chóc là giường nào? Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khác không? Vậy, nếu đến việc rất nhỏ các ngươi cũng không có thể được, sao các ngươi lo việc khác? Hãy xem hoa huệ mọc lên thế nào. Nó chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ, xong ta phán cùng các ngươi. Dầu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo như một hoa nào trong giống ấy. Hỡi kẻ ít đức tin. Nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc thể ấy, huống chi là các ngươi. Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng. Vì mọi sự đó, các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước đức chúa trời rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm hỡi bầy nhỏ đừng sợ chi vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng hãy bán gia tài mình mà bố thí hãy sắm cho mình túi không hư và của báo không hề hao kém ở trên trời là nơi kẻ trộm không đến gần sâu mọt không làm hư nát vì của báo các ngươi ở đâu thì lòng cũng ở đó lưng các ngươi phải thắt lại đèn các ngươi phải thắp lên hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh quả thật ta nói cùng các ngươi chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ hoặc canh hai canh ba chủ trở về nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Phi bèn thưa ngài rằng, Lạy Chúa, thí dụ này Chúa phán cho chúng tôi hay là cũng cho mọi người? Chúa đáp rằng, Ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình để đến dịp tiện phát lương phạn cho họ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng, Chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái ăn uống say sưa thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không về, và giờ nó không biết lấy roi đánh xé da nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Đầy tớ này đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn ta đã đến quăng lửa xuống đất. Nếu cháy lên rồi, ta còn ước ao chi nữa. Có một phép bắp tim mà ta phải chịu. Ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi. Không, nhưng thà đem sự phân rẽ. Vì từ nay về sau, nếu năm người ở chung một nhà thì sẽ phân ly nhau. Ba người nghịch cùng hai, hai người nghịch cùng ba. Cha nghịch cùng con trai, con trai nghịch cùng cha, mẹ nghịch cùng con gái, con gái nghịch cùng mẹ, bà gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia. Ngài lại phán cùng đoàn dân rằng: Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương tây, liền nói rằng sẽ có mưa thì quả có vậy. Lại khi gió nam thổi các ngươi nói rằng sẽ nóng nực thì quả có vậy. Hỏi kẻ giả hình các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất, vậy sao không biết phân biệt thời này, lại sao các ngươi cũng không tự mình xét đoán điều gì là công bình? Vậy, khi ngươi đi với kẻ kiện mình đến trước mặt quan tòa, dọc đường hãy gắng sức giải hòa cùng họ, e họ kéo ngươi đến trước mặt quan án, quan án giao cho thầy đội rồi bỏ tù ngươi chăng? Ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được. Chương 9 Đức Chúa Trời ban phước cho Noe cùng các con trai người mà phán rằng hãy sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Các loài vật ở trên đất, các loài chim trời và các vật hành động trên đất cùng các cá biển đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh. Xong các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu. Quả thật, ta sẽ đòi máu của sự sống ngươi lại, hoặc nơi các loại thú vật, hoặc nơi tay người, hoặc nơi tay của anh em người. Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Vậy các ngươi hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Đức Chúa Trời cũng phán cùng Noê -e và các con trai người rằng: Còn phần ta đi, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi và cùng mọi vật sống ở với ngươi, nào loài chim, nào súc vật, nào loài thú ở trên đất, tức là các loài ở trong tàu ra cho đến các loài vật ở trên đất. Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi và các loài xác thịt, chẳng bao giờ lại bị nước luộc hủy diệt và cũng chẳng có nước luộc để hủy hoại đất nữa đức chúa trời lại phán rằng đây là dấu chỉ về sự giao ước mà ta lập cùng các ngươi cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi trải qua các đời mãi mãi ta đặt móng của ta trên từng mây dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất và phàm móng mọc trên từng mây thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi và cùng các loài xác thịt có sự sống thì nước chẳng bao giờ lại trở nên luộc mà hủy diệt các loài xác thịt nữa. Vậy, cây móng sẽ ở trên mây. Ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất. Đức Chúa Trời lại phán cùng Noe rằng, đó là dấu chỉ sự giao ước mà ta đã lập giữa ta và các xác thịt ở trên mặt đất. Các con trai của Noe ở trong tàu ra là Sem, Cham và Gia Phết. Và Cham là cha của Canaan. Ấy đó là ba con trai của Noe và cũng do nơi họ mà có loài người ở khắp trên mặt đất. Và Noe khởi cày đất và trồng nho. Người uống rượu say rồi lõa thể ở giữa trại mình. Cham là cha Canaan thấy sự trần truồng của cha thì ra ngoài thuộc lại cùng hai anh em mình. Nhưng Sem và Japheth Phết đều lấy áo choàng vắt trên vai mình đi thùi lui đến đắp khuất thân cho cha và bởi họ xây mặt qua phía khác nên chẳng thấy sự trần truồng của cha chút nào. Khi Noe tỉnh rượu rồi, hay được điều con thứ hai đã làm cho mình, bèn nói rằng, Canaan đáng rủa xả, nó sẽ làm mọi cho các tôi tớ của anh em nó. Người lại nói rằng, đáng ngợi khen Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của xem thay, Canaan phải làm tôi cho họ. Cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng đất cho Gia Phết, cho người ở nơi trại của xem còn Canaan phải làm tôi của họ. Sau khi luộc, Noe còn sống 350 năm. Vậy, Noe hưởng thọ được 950 tuổi, rồi qua đời. Chương 10 Đây là dòng dõi của Sem, Cham và Gia Phết, ba con trai của Noe. Sau khi luộc, họ sinh con cái. Con trai của Gia Phết là Gome, Magog, Madai, Javan, Tuban, siết và Tira. Con trai của Gome là ri Rifat và Togama. Con trai của Javan là Elisha và Tareshi, Kittim và Dodanim. Do họ mà có người ta ở tràn ra các cù lao của các dân tùy theo xứ, tiếng nói, chi phái và dân tộc của họ mà chia ra. Con trai của Cham là Cúc, im Phúc và Canaan. Con trai của Cúc là Seba, Havila, Shabta, Raema và Shabteka. Con trai của Raema là Seba và Dedan. Cúc, sanh Nimrod, ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất, người là một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Bởi cơ đó có tục ngữ rằng, hệt như Nimrod, một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Nước người sơ lập là Babel, Eret, Akad, và Cane ở tại xứ Sinea. Từ xứ đó, người đến xứ Assyri rồi lập thành Ninive, Rehoboti, Calat và thành Resen là thành rất lớn ở giữa khoảng thành Ninive và Calat. Mithraim sinh họ Ludim, họ Anamim, họ Lehabim, họ Naphtuhim, họ Bakrushim, họ Cách Luhim. Bởi đó sinh họ Philitin và họ Cap rim. Canaan, San Sidon là con trưởng nam và Hec cùng họ Jebusit, họ Amorit, họ Giregasit, họ Hevit, họ Arekit, họ Shinit, họ Avadit, họ Semarit, họ Hamatit. Kế đó, chi tộc Canaan đi tản lạc, còn địa phận Canaan về hướng Gera chạy từ Sidon tới Gaza về hướng Sodom, Gomorrah, Akma và Seboim chạy đến Lê Sa. Đó là con cháu của Cham, tùy theo họ hàng, tiếng nói, xứ và dân tộc của họ. Xem, tổ phụ của họ Hebe và anh cả của Gia Phết cũng có sinh con trai. Con trai của Xem là Elam, A-bác-sát, Lúc và Aram. Con trai của Aram là Usơ, Huler, Gete và Mắt. Còn A-bác-sát sinh Sê-lách, sinh hebe hebe sinh được hai con trai tên của một người là belet vì đất trong đời người đó đã chia ra tên của người em là dốc tang dốc tang sinh Amodak, sheleb ha và yeret hadoram usa dikla oban Abimael, Sheba, ophir havila và jobab hết thảy các người đó là con trai của dốc tang cõi đất của các người đó ở về phía Sê-pha, chảy từ Mesa cho đến núi Đồng Phương. Đó là con cháu của Sem, tùy theo họ hàng, tiếng nói, xứ và dân tộc của họ. Ấy là các họ hàng của ba con trai Noe, tùy theo đời và dân tộc của họ, lại cũng do nơi họ mà các dân chia ra trên mặt đất sau cơn Cảm nước lụt. Cảm ơn lục. Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ổ ế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức chúa trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện trong danh chúa giêsu quýt amen cảm ơn bạn đã nghe chương trình tĩnh nguyện radio buổi sáng bạn ủng hộ chương trình bằng cách like chia sẻ chương trình tiết kiệm rộng rãi trên mạng internet cộng đồng cảm ơn bạn hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo chúa yêu bạn rất nhiều